Xe 7 chỗ ha, 5 chỗ, những cái xe con cóc nhỏ gọn có đủ hết. Dòng này là Kia Hàn Quốc nha. Cái chiếc xe này trước đây cũng là xe gia đình. Nội thất rất là tươi và đẹp, lên cho anh chị một cái màn hình. Rất là thoải mái và rộng rãi luôn. Cái này mà anh chị mà đi chơi ha, đi du lịch đi xe rất là hợp lý. Nội thất bên trong phối cái màu da bò rất là đẹp, có tùy tay luôn. Bao rút hồ sơ nha. Hello, xin chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe ha, thành công trong công việc. Thì anh chị nào mà đang cần một chiếc xe để đi ha, gia đình hoặc là đi công việc thì hãy ghé ô tô Bắp Anh ha. Hiện tại thì bên em rất là nhiều xe, những cái dòng xe 7 chỗ ha, 5 chỗ và những cái xe con cóc nhỏ gọn có đủ hết ha. Anh chị thấy xe không? Rất là nhiều và bao la. Thì riêng hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem một chiếc xe về đi gia đình, form dáng đẹp và rộng rãi. Đây, đây là một chiếc xe Cerato. Dòng này là Kia Hàn Quốc nha anh chị nha. Form dáng thì sedan, anh chị thấy không? Form dáng rất là đẹp, có cảm biến đầy đủ hết. Xe này thì phải nói là anh chị nếu mà lấy về đi gia đình ha thì rất là tuyệt vời. Và bẩm sinh của cái chiếc xe này cũng vậy, trước đây cũng là xe gia đình, xài là mâm đúc 4 tháng đĩa rin theo xe ha. Xe thì sản xuất là đời 2009, máy 1.6, và dòng này máy 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng chừng là 7 lít ha. Nếu mà anh chị mà chạy trong thành phố thì chỉ có là 8 lít trên 100 cây thì rất là ít ha. Và giá thì bên em đang bán với giá là 254 triệu. Đó, 254 triệu cho một chiếc xe sedan như thế này nha. Và xe thì bên em sẽ cam kết ha, xe sẽ không lội, và thứ hai là không ngập nước. Đó, anh chị cứ yên tâm. Còn riêng hôm nay em sẽ cho anh chị xem chi tiết từng cái một ha, để anh chị đánh giá một chiếc xe như thế nào. Thì ở đây là bên trong, bên trong của một chiếc xe Kia Cerato đời 2009 anh chị ha. Nội thất thì rất là tươi và đẹp. Xe thì nói chung là trang bị là hộp số sàn nha anh chị nha. Nè, bô lăng nè. Trang bị là hai túi khí. Nên anh chị thấy cái dàn ghế không? Với phần tấp bi cửa cũng vậy. Xe thì đang là màn hình zin nha, chưa có là chưa lên màn hình. Nếu mà anh chị thích thì bên em sẽ hỗ trợ lên cho anh chị một cái màn hình. Và còn cái phần tấp bi thì đây. Anh chị nào? Xe gia đình đi cho nên người ta đi rất là kỹ. Từ miếng nhựa với là chất xe ha. Đây, cho anh chị xem. Keo chị. Keo chị ha. Và phía bên trong nách này cũng vậy. Nhìn thấy không? Bên trong nách không? Đó, anh chị cứ lên xem xe thực tế và anh chị trải nghiệm ha. Trải nghiệm để xem thử coi là cái độ chất xe, và thứ hai là cái xe đi như thế nào và có êm ái hay không. Thì đây là một cái dòng xe sedan, thì ngồi anh chị thấy không, rất là thoải mái và rộng rãi luôn. Cái này mà anh chị mà đi chơi ha, đi du lịch đi xa nhà mà gia đình mà 4 người ha, thì mua chiếc này là rất là hợp lý, ngồi rộng rãi thoải mái. Trần thì vẫn là trần nylon nỉ rin bên trong. Còn ghế, cái hàng ghế này anh chị nè, ghế là ghế da rất là sạch sẽ này, có tùy tay luôn. Ngồi bên trong này anh chị, máy lạnh nó phà rất là mát luôn. Còn đây cánh cửa, anh chị thấy cái nách cánh cửa tấp bi kiến lên xuống đó, rất nhẹ nhàng và được dán 3M hết rồi nha anh chị nha. Nói chung là về mình khỏi phải làm. Còn keo chỉ bên này cũng vậy. Rất là chất lượng luôn anh chị, nhúng nè. Đó anh chị thấy không? Nhúng rất là êm. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần cốp. Rồi, cảm biến dè. Và xe thì biển số thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ nha cho anh chị. Anh chị cứ yên tâm. Anh chị thích thì có thể là ký ủy quyền, còn không là rút hồ sơ nhập ra tên chính chủ ha. Khoang thì rộng rãi thoải mái. Còn cái sàn này anh chị nhìn nè, bánh sơ cua nè, sàn nè, nhìn thấy không, sáng trưng. Đời 2009 mà nó còn như vậy là chủ trước là xài là rất là kỹ ha. Cho nên là cái chất xe anh chị thấy nè, đinh tán đinh bon
và keo chỉ bên trên. Kiếm một chiếc xe mà cùng đời mà còn đẹp như vậy thì rất là khó anh chị ha. Anh chị cứ tham khảo trên thị trường ha, xem coi là những chiếc xe mà như này thì chạy nó ra sao. Keo chỉ bốn cánh cửa. Này tắp bi. Đó. Và cái nội thất bên trong thì nhìn thì phối cái màu da bò nữa, rất là đẹp. Nước sơn bên ngoài thì không có một cái chày xước luôn ha. Này, nắp bi nè. Còn keo chỉ bên này. Đó anh chị ha. Trên này ngoài nè. Đó, bên trong anh chị ha. Đó. Rất là lịch sự luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem phần máy. Và cái xe này đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 24 lần ha. Và những cái dòng xe này á thì bây giờ là đăng kiểm 1 năm. Và xe này thì đang là đăng kiểm 1 năm rồi. Thì anh chị mua những cái xe này về thì là 1 năm sau mới phải đăng kiểm lại ha. Rất là lợi đó, về chạy thoải mái luôn. Đây máy. Máy móc thì anh chị yên tâm, bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Và thay nhớt mới cho anh chị ha. Đó, khô ráo à. Rồi. Đó, anh chị thấy không? Đó. Bảo hành máy cho anh chị 3 tháng ha và thay nhớt mới hết hoàn toàn. Đó, anh chị chỉ việc về chạy thôi. 4.000 cây số sau thì anh chị mới là phải thay lại. Bên đây nè. Nhàn đầu ha. Nhàn đầu nguyên zin. Bên thanh dằn này không phải. Còn này là nước là mát ha. Nhưng mà cái này là nguội thì mình với châm nước ha. Chứ còn mà nước đang nóng thì không nên ha, không nên mở ra. Đây dằn đầu bên này nguyên hết. Và ốc cabo này cũng chưa có dấu tháo nè. Bồ chưa có dấu tháo nè. Keo chỉ trên này thì nguyên. Trong này là nguyên zin ha. Đây, keo chỉ nguyên hết. Rồi, anh chị nào mà yêu mến những cái dòng xe như thế này thì hãy nhấc máy ha. Alo liền qua hai số điện thoại hotline của công ty là 077-5522 hoặc là 098-154 ha. Sẽ có nhân viên tư vấn và có thể là chụp hình gửi cho anh chị. Anh chị thấy bình thường không? Rất là thẳng băng luôn và mỏng luôn. Này, và vỏ xe thì là vỏ là Michelin luôn nè. Michelin ha, 4 cái như nhau luôn, còn rất là mới. Thì anh chị nào mà thích thì hãy nhấc máy alo liền. Còn bên trong này thì có một số xe nữa ha. Thì những cái dòng xe như con cóc mini này 100 mấy thôi là có một chiếc rồi. Bên trong này rất là nhiều xe. Anh chị nào mà cứ cần xe gì thì hãy gọi ha, hotline. Rồi sẽ có nhân viên gửi hình cho anh chị và tư vấn kỹ cho anh chị những chiếc xe nào anh chị yêu thích ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Bye bye.